quý vị, sau ảnh hưởng của cơn bão số 4, bão Noru, người dân Đà Nẵng lại bị ảnh hưởng nặng nề qua trận ngập lũ vừa qua do cơn bão số 5 gây ra. Nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hơn lúc nào hết, người dân bị ảnh hưởng của thiên tai rất cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Với tinh thần trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng của doanh nghiệp, chiều nay, nhãn hàng bia Laju, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam Đà Nẵng đã trao tặng 1.000 xuất quà trị giá 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ khắc phục khó khăn. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam Đà Nẵng mong muốn được san sẻ một phần khó khăn với các gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử. Hy vọng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp cho các hộ dân vượt qua thời điểm khốn khó, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam Đà Nẵng đã đồng hành chung tay cùng thành phố trong việc hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ khó khăn. Theo kế hoạch, Mặt trận thành phố sẽ phân bổ cho các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và huyện Hòa Vang mỗi quận huyện 500 triệu đồng, 200 triệu đồng cho quận Cẩm Lệ và 100 triệu đồng cho quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu trong thời gian sớm nhất.